chào mừng quý chú anh chị đã đến với kênh Ngọc Ngân Bánh Trà. Hôm nay bên con xin giới thiệu và giao lưu với chú anh chị cái tùng Đài Loan bên con tổng được 3 năm tuổi chú anh chị. Dạ, tổng được 3 năm tuổi rồi đó. Đó, nay cây này rất đẹp luôn. Có hổng có những cái video trước thì con xin tiến hành đó là cơi nới nè, nó gốc luôn chú anh chị. Thấy không ạ? Rất đẹp luôn. Nở gốc thì thương quá. Dạ, đây nè. Ừ. Nứt da nè chú anh chị. Nở gốc ghê thì chứ. Tét tét nắp luôn. Đây, quanh gốc thôi. Dạ, quanh gốc là 14 nha quý anh chị. 12 cho đến 14 nha quý cô chú anh chị. Có những cây 12. Chiều cao. Mét bao nhiêu đây? Chiều trên này như mét. Em con mét rưỡi vậy, cây này nó tầm khoảng 2 mét. Chiều cao tầm mét rưỡi luôn. Cây nào cũng mét rưỡi tới lên thì có 3 túi chị mét rưỡi. Quý anh chị nào thích cái nào thì con chốt qua hình ảnh luôn. Ừ. Dạ. Khi mà chốt thì tụi con sẽ chụp chốt từng cây nha. Còn dạ, này thì tụi con chủ yếu là chia sẻ thôi. Dạ đúng rồi. Bên con là dòng này Đài Loan, là Đài Loan chuẩn giống của chú chị. Đài Loan này hàng nhập. Nên cái lá đó chú chị thấy không ạ? Đây, có nhiều kim cương nè, chị cho đi. Đó, có người ta gọi là dòng kim cương lá lớn là nói của chú chị. Dạ, nó y chang như lá kim cương luôn. Cái dòng này chưa. Họ có là đẳng có cái cây mà nó lên đọt mới giống nhìn. Ai cái đó cây đó em kéo qua kim đi, qua lên cho ảnh so sánh luôn. Nè, cây đế là một cây là mỗi kiểu của chị. Tại bên con là chơi cái dạng tự nhiên của chú chị, thành ra những cái cây đế nó mỗi cây nó mỗi kiểu khác nhau. Nó cái nào thì nó cũng đẹp hết trơn, thì nói chung á là giọt cuộc thi của chú chị. Chứ có những hoa hậu. Mà cái nào nó cũng sắp đế hết trơn thì sẽ lâu có hoa hậu của chú chị. Bên con nó cây đủ đế đủ kiểu hết. Nè, cây này em kéo lại tuần kim cương được luôn á. Không? Ừ. Không phải, em kéo lại gần luôn. Cái dạng này nó đẹp nè, chú chị hình dung nè. Nó chen như lá tuần kim cương vậy quý cô chú anh chị. Nhưng mà nó sẽ gầy bự gầy. Nó bị gầy của chú anh chị, gầy cám. Dạ. Đó. Quên cái đó là bị gầy của chú. Này là tuần kim cương. Cái ngựa cắn của chú chị ơi. Đây. Chiều cao cây thì bao của chú chị mét rưỡi hết á. Hơn chứ, khoảng 1m7 đến 1m8 luôn á. Tỷ cây. Nó hết thước dây luôn mà vẫn chưa đo hết nha quý cô chú anh chị. Đó, rất đẹp luôn. Dạ quý cô chú anh chị cần thì giao lưu nha, bên cạnh đó thì tụi con cũng có cây giống nữa. Đúng rồi, bên con có cây giống. À, em kéo tới tụng kim cương coi tới không? Ý chị đang nói kéo cái nhánh đó đó. Đó, đó kéo tới luôn đó, thấy chưa? À, đây là tùng kim cương nè quý cô chú anh chị, đây là tùng Đài Loan nè, hay còn gọi là tùng kim cương lá lớn á, bởi vì cái lá nó y chang như tùng kim cương luôn. Đó, rất đẹp quý chú anh chị. Ừ. Có thể mình chơi game, có thể là mình ghép những cái dòng đẳng cấp hơn. Mà theo con thì cỡ tầm này quý chú anh chị như lông lá bên con đủ vậy nè. Quý chú anh chị chơi game thì nó ok không? Ừ, xuất sắc. Dạ. Lá nó sáng. Ghép thì nó cũng được đó một quý chú anh chị, mà nó hơi tiếc xíu. Ừ. Dạ. Hơi tiếc. Nhìn cây nó rất là sáng đẹp. Về của chú anh chị có thể cắt vẽ là hình thông. Đó, của chú anh chị nó có thể là năm nay là cắt dán lại nữa, sau này nuôi đi cành lại cho bonsai. Đây. Nó có nhiều hướng để chơi nha quý cô chú anh chị. Rất đẹp luôn. Rồi thôi, video cũng khá là dài rồi, chị em con xin kết thúc video ở đây nha. Quá chả luôn. Cái nồi hết biết. Hôm trước em con nó trồng nó moi cái đế lên nó quý cô chú anh chị. Cho nó đỡ cái đế á. Quá đẹp luôn. Nở đế rồi, đớm. Ừ. Video thì cũng khá là dài rồi. Con kính chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Một cây ủng hộ bên con. Rồi con chân thành cảm ơn cô chú anh xem kênh.